Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ làm tiếp theo phần 3 đề tài Công giáo, huyền thoại và tội ác. Phần tiếp theo nói về con bạch tuộc của Đức Chúa Trời. Ký giả Paul Hoffman của New York Times, tờ nhật báo lớn nhất thế giới, đã định cư tại Roma từ năm 1938 và làm việc tại đây liên tục trong 35 năm liền với tư cách ký giả chuyên nghiệp kiêm siêu điệp viên quốc tế. Ông trở thành bạn thân của hầu hết các giới chức cao cấp tại Vatican qua các triều đại giáo hoàng từ Pio thứ 12, 38 đến 39 cho đến đương kim giáo hoàng John Paul đệ nhị. Giới ký giả quốc tế gọi ông là The Vatican Watcher hoặc The Vatican Insider, có nghĩa là điệp viên nằm vùng tại Vatican. Ông viết nhiều về tác phẩm giá trị về Vatican như Roma, The Sweet Time Tour, Life, or Vatican, A Slide Wiki, Will of the Holy See, và tác phẩm độc đáo mang tựa đề Latin Octopus Dei, có nghĩa là con bạch tuộc của Đức Chúa Trời. Qua các tác phẩm của ông, người đọc được biết rất nhiều chuyện thuộc loại thâm cung bí sử của Vatican. Ở đây chúng tôi xin tổng hợp các tác phẩm trên của ông và chỉ thuật lại mấy nét điển hình về quốc gia đô thị có một không hai này của thế giới. Về phương diện thần quyền, Vatican là thủ đô của một đế quốc tinh thần bao gồm gần 1 tỷ thần dân là các tín đồ Công giáo La Mã, rải rác khắp năm châu. Giáo hoàng là hoàng đế, các hồng y là hoàng tử, 4.000 giám mục là các cán bộ cao cấp, 400.000 cán bộ hạ tầng cơ sở được mệnh danh là linh mục, tương đương với cấp manager trong các đại công ty. Ngoài ra, Vatican còn có một đội ngũ gồm 1 triệu nữ tu. Phần đông hành nghề dạy học, y tá và sản xuất các mặt hàng tiểu công nghệ. Về phương diện thế quyền, Vatican là một tiểu quốc, giáo hoàng là quốc trưởng của 450 cư dân. Tuy nhiên, chỉ có 280 cư dân mang quốc tịch Vatican mà thôi. Vatican là lãnh thổ quốc gia nhỏ nhất thế giới, diện tích vỏn vẹn 44 hecta bằng 1/6 Monaco, nhưng có quốc kỳ, quốc ca riêng biệt và có liên hệ ngoại giao trên cấp bậc đại sứ với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tổng số các nhân viên phục vụ thường xuyên do Vatican gồm có 4.500 người sống rải rác chung quanh Roma, quét đường, cắt cỏ, xây cất, sửa chữa lầu đài dinh thự. Vatican cung cấp lợi tức cho 3 triệu dân Roma qua ngành du lịch của khách hành hương, ngành sản xuất các ảnh tượng và các dụng cụ làm lễ của tu sĩ. Nếu vì lý do nào đó mà Vatican bị sụp đổ, hậu quả trước mắt là 3 triệu dân Roma sẽ bị thất nghiệp. Vatican là sở hữu chủ của một tài sản khổng lồ lên tới nhiều ngàn tỷ đô la tại Ý. Vatican là địa chủ lớn nhất, cho nên Vatican khó có thể chui lọt qua cổng thiên đàng, vì Chúa đã phán kẻ giàu vào nước thiên đàng còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Vatican City có 50 cung điện gồm 1.000 phòng có máy lạnh, 977 cầu thang, 12.000 cửa sổ, 5 nhà thờ lớn và 11 viện bảo tàng, 1 tiệm thuốc tây, 1 ti bưu điện, 2 phi trường, 350 mét đường xe lửa và 1 đài phát thanh cổ nhất thế giới. Mỗi hồng y được cấp 1 xe limousine màu xanh đậm, mỗi tháng được paycheck 1.500 đô la và được chính phủ Ý miễn các thứ thuế. Giáo hoàng có phi cơ phản lực riêng để đi xa. Muốn đi gần, ngài chỉ cần phất nhấc phone là không lực Ý phải trực thăng tới liền. Văn phòng làm việc của giáo hoàng ngày nay là lâu đài
Apostolic, lâu đài tông đồ, được xây cách đây 1.000 năm. Trong những thế kỷ đầu sau Công nguyên, Kitô giáo không có giáo hoàng và chính thánh Phêrô chẳng được làm giáo hoàng ngày nào. Ngài có vợ, có con và rất nghèo, không có mỗi một chỉ vàng làm nhẫn cho tín đồ hôn tay. Tính Ngài vốn bình dân và Ngài cả đời chỉ chuyên đánh cá trên hồ Galilê, nên không muốn mọi người cúi chào mình. Sách Tông đồ Công vụ thuật chuyện. Một hôm, Phêrô đến nhà Cornelius, chủ nhà quỳ mọp xuống tỏ vẻ kính trọng. Phêrô nâng chủ nhà dậy và nói: "Hãy đứng dậy, tôi chỉ là người thường thôi." Công trường Thánh Phêrô là một công trường quốc tế. Đây là nơi hành hương mà hàng tỷ người mong ước được đến đó một lần trong đời, chỉ để quỳ gối xuống sân đá đón nhận phép lành tòa thánh của giáo hoàng giơ tay lên ban xuống từ khung cửa sổ tòa lâu đài Apostolic. Đây là những show được trình diễn quanh năm. Không có một tôn giáo nào trên thế giới có thể có được những show độc đáo và thường xuyên như vậy. Ký giả Paulo Hoffman cho biết những show này đều được dàn dựng để trình diễn nhằm mục đích làm nổi bật vai trò của người khổng lồ ngồi sau cửa sổ. Cũng từ cái cửa sổ này, giáo hoàng giống như con rùa lâu lâu lại thò đầu ra để công bố tín điều hoặc ban huấn thị cho toàn thể hội thánh. Từ hơn ngàn năm qua, các giáo hoàng đều tự cho mình là kẻ duy nhất trên toàn cầu có thẩm quyền xác định hay phủ nhận mọi giá trị tinh thần tối hậu. Nhưng tất cả đều chỉ là màn kịch. Người thực sự cai trị giáo hội không phải là giáo hoàng mà là Curia, tức văn phòng điều khiển giáo hội, gồm toàn những chuyên viên thuộc mọi lĩnh vực. Những người điều khiển Curia lại là những người giấu mặt thuộc siêu quyền lực. Các thành viên của Curia đều là đàn ông. Vatican không chấp nhận cho đàn bà làm linh mục hoặc cho giữ một chức vụ nào trong tòa thánh. Lý do rất chính đáng là Chúa ngày xưa cũng chỉ chọn các thánh tông đồ đều là đàn ông cả. Thật vậy, chẳng có một việc nào quan trọng của Chúa và của hội thánh có thể tin cậy mà giao cho cái đám đàn bà vô tích sự được. Nhân tiện nhan đề cập đến truyền thống kỳ thị phụ nữ của đạo Công giáo, tôi nhớ đến một số tín điều về Thiên Chúa Ba Ngôi, nên xin phép quý độc giả bàn thêm ở đây mấy điều quan trọng. Là thậm chí có ở trên trời, Ba Ngôi Thiên Chúa của tạ đạo Kitô cũng đều là đàn ông cả: Chúa Cha mũi lọ mắt xanh râu sồn, vừa tàn bạo vừa lắm điều và thường hay dùng ngón tay chỉ trỏ; Chúa Con Ngôi Hai nửa người nửa thần linh, mặt mũi đẹp dai trung bình nhưng nhờ khá to con khỏe mạnh khéo nói nên được quý bà quý cô ngày xưa đi theo khá đông; Ngôi Hai Thiên Chúa cao 1m82, nặng 79 kg. Các chi tiết này được ghi nhận trên giấy trắng mực đen theo kết quả giám nghiệm của các phái đoàn quốc tế điều tra về tấm vải liệm của ở Turin tháng 10 năm 1978. Còn về phần Đức Chúa Thánh Thần là ông xã của Đức Mẹ Maria thì cũng chính là Đức Chúa Giêsu, vì Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa trời mại chớ. Ai dám bảo Chúa Giêsu không phải là chính Đức Chúa Thánh Thần, ông xã của Đức Mẹ, thì kẻ ấy là rối đạo, vì nó không tin Chúa Giêsu là Chúa thật. Nó đáng bị đưa lên giàn hỏa mà đền tội ở đời này và còn bị sa hỏa ngục đời đời chẳng cùng. Kẻ nào không tin Đức Chúa Thánh Thần là con cháu vua David thì tức là kẻ đó đã phủ nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế, vì Chúa cứu thế là phải người thuộc dòng dõi vua David. Kinh Thánh không kể về gia phả của Đức Mẹ mà chỉ kể về gia phả của Đức Thánh Giuse thuộc dòng dõi vua David. Nhờ có chút hạt giống truyền đời của David với bà Bathsheba, mối tình tội lỗi, nên Chúa Giêsu mới được coi là Chúa cứu thế đúng như cựu ước đã tiên tri. Như vậy Thánh Giuse là cha ruột của Chúa Giêsu
và Đức Mẹ không thể là bạn thanh bạch của người. Kinh Thánh không có chỗ nào xác định ông Gioacchim và bà Annan, tức cha mẹ của mẹ Maria, và là ông bà ngoại của Giê-xu thuộc dòng dõi vua David cả. Ai biết xin chỉ dùm, tôi xin hậu tạ và cảm ơn. Trở lại với ông ký giả Hoffman, theo thống kê thì Vatican có khoảng 900 triệu tín đồ, nhưng trên thực tế số tín đồ Công giáo La Mã hiện nay thực ra chỉ còn vài trăm triệu thôi. Giáo dân tại các nước giàu có như Mỹ, Anh, Pháp, Đức và các nước có trình độ văn hóa cao đều rất ghét Vatican và khinh bị giáo hoàng ra mặt. Chỉ những nước như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Philippines và Việt Nam, trình độ giáo dân hãy còn thấp kém nên vẫn kính sợ giáo hoàng như xưa. Ngày nay giáo hoàng đi đâu cũng sợ bị phản đối và ám sát, nên phải chui vào xe bọc sắt với những tấm kiến trắng đạn. Thực ra chính giáo hoàng cũng không còn tin tưởng vào sự che chở phan phòng của Thiên Chúa nữa. Xe trắng đạn của giáo hoàng được là gọi là The Pope Mobile, hiệu Mercedes, kiểu Station Wagon, mang bản số viết tắt của SCV. Người Pháp chế diệu đọc là Sijit Vojatka, ước gì Chúa Kitô nhìn thấy nó. Vatican có một bệnh viện cổ nhất thế giới mang tên Gemelli Silic, được xây từ thời Phục Hưng năm 1981. Giáo hoàng Gioan Phao Đệ Nhị bị thương trong một vụ ám sát hụt và được đưa đến vào điều trị tại bệnh viện này vì các trang bị quá cũ, không hợp vệ sinh, khiến giáo hoàng suýt được về với Chúa vì bị nhiễm trùng. Phụ tá công việc cho giáo hoàng là hội đồng y tương đương với thượng nghị viện. Các giám mục muốn trở thành hồng y phải có uy tín tương đương với các người được lãnh giải Nobel. Giám mục nào muốn vận động để được phong lên hồng y phải có khả năng vận động tương đương với các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Các hồng y da trắng nắm hết các chức vụ quan trọng. Các hồng y da đen có nhiệm vụ đi tới đâu, đi tới đi lui ở công trường Thánh Phêrô để du khách quay phim, chụp hình. Theo lý thuyết thần học Công giáo, các giáo hoàng là đại diện của Chúa Kitô tại thế gian, nên chức vụ giáo hoàng là do Thiên Chúa chọn lựa. Trong thực tế, các giáo hoàng cũng chịu chung số phận như các vua chúa thế gian. Càng cao danh vọng, càng nhiều gian nan. Vatican không phải đã được thành lập từ thuở ban đầu của đạo Kitô. Nó bắt đầu trở thành thủ phủ của giáo hội Công giáo từ năm 378, tức là 53 năm sau khi Constantine lập ra đạo Công giáo năm 325. Với giáo hoàng đầu tiên, Demasus, trước năm 378 không có giáo hoàng mà chỉ có chức giám mục Bishop, là cao nhất trong giáo hội Kitô nguyên thủy, hội nghiên cứu thánh kinh Rap Folder, California ghi nhận về điều này như sau. Chức giáo hoàng tiếng Latin gọi là Pontifex Maximus, có nghĩa là đấng tối cao của hội thánh. Sau khi lập đạo Công giáo, người ta bầu hoàng đế Constantine lên làm giáo hoàng, nhưng ngài không nhận. Các hoàng đế kế tiếp cũng chẳng có ai chịu nhận chức này, cho nên khắp nơi của giáo hội chỉ có một chức giám mục cao nhất. Trong 3 thế kỷ đầu công nguyên ở La Mã cũng chỉ có giám mục mà thôi. Dần dần giám mục ở Roma dùng mọi thủ đoạn thâu tóm quyền lực chính trị và tăng thêm uy thế. Cuối cùng vào năm 378, giám mục ở Roma là Demasus, là người đầu tiên được bầu giữ chức Pontifex Maximus, đứng đầu hội thánh toàn cầu từ đó. Vatican cũng chẳng phải là giáo đô thường trực của các giáo hội. Năm 1309, vua Pháp Philip thứ tư tấn công Roma và bắt cóc giáo hoàng đem về giam tại ở Vigon, thuộc tỉnh Provence, miền nam nước Pháp, trong 68 năm, từ năm 1309 đến năm 1377. Ở Vigon,
trở thành thủ đô chính thức của giáo hội Công giáo. Các giáo hoàng được bổ nhiệm hay bị trút phế đều do vua Pháp quyết định, chứ không phải do hội đồng y bầu ra dưới sự soi sáng của Đức Chúa Thánh Thần. Ngoài các sách của giới ký giả chuyên sang tin tòa thánh, còn có nhiều nhà nghiên cứu sưu tầm sử liệu công phu giúp chúng ta tìm hiểu về các giáo hoàng La Mã một cách đầy đủ, không sót một ai. Một trong những sách thuộc loại này thiết tưởng không gì hơn là tác phẩm Giáo hoàng Bách khoa Từ điển. Tác giả đã dày công sưu tầm tài liệu trực tiếp trong các kệ tủ niên giám của Vatican để hoàn thành tác phẩm này. Theo lịch sử giáo hội Công giáo La Mã, tổng cộng cả thảy có 263 giáo hoàng tính đến năm 2001. Trên phương diện giáo lý Công giáo, giáo hoàng là vị đại diện của Chúa Kitô và những quyết định của Ngài về các vấn đề tín lý và giáo lý là những điều rất quan trọng cho phần hồn của gần 1 tỷ tín đồ trên thế giới, nên Thiên Chúa không thể để cho Ngài có thể sai lầm. Cộng đồng Vatican I năm 1870 đã đưa điều này lên thành tín điều được gọi là tín điều giáo hoàng bất khả ngộ. Theo nhận định của Hội Nghiên cứu Thánh Kinh Ralph Waldron, California, thì nếu đứng trên phương diện lịch sử khách quan, chúng ta sẽ nhận thấy có nhiều giáo hoàng bất xứng vì họ sống hoàn toàn vô đạo đức. Thậm chí có nhiều giáo hoàng đã ám hại nhau để cướp ngôi. Hiệp hội này viết rất xác đáng như sau: những sự bất đồng gây gắt giữa các giáo hoàng chắc chắn đã phản bác ý tưởng cho rằng giáo hoàng không thể sai lầm. Cũng theo nhận định của hiệp hội này, Vatican là cái lò chuyên sản xuất các thánh lớn nhất thế giới. Thuở xa xưa, người Babylon đã sản xuất tới 5.000 thánh mà cũng không cứu được đế quốc Babylon khỏi bị hủy diệt hoàn toàn. Điều khôi hài là ngày nay Vatican suy tôn nhiều vị thánh đã được phong từ xa xưa làm thánh quan thầy. Cho nhiều bài phát minh hiện đại như Comenius quan thầy ngành không gian, Matthew quan thầy các chủ nhà băng, Fay quan thầy những người lái taxi, John Bosco quan thầy các nhà sản xuất bản như giao điểm chẳng hạn, Dorothy quan thầy các tiệm bán hoa và áo đám cưới, Gemma Gani quan thầy các du tiệm thuốc Phật Simon, Phật Masi là thuốc Tây. Trở lại với giáo hoàng Bách khoa Từ điển, chúng ta đã điểm qua các tiểu sử của một giáo số giáo hoàng tiêu biểu, Baby Bob Yuan thứ 12 lên ngôi giáo hoàng năm 18 tuổi, cai trị hội thánh Công giáo 9 năm, năm 955 đến 964. Giáo hoàng Mặt Heo Ukka năm 909, một tu sĩ được bầu lên làm giáo hoàng lấy hiệu là Sơ Giwut thứ 4. Trước khi làm giáo hoàng, y tàng tiểu với cô gái 15 tuổi tên là Mezozia, sinh ra đứa con trai tên là Alparis. Sau khi làm giáo hoàng, y gian díu với rất nhiều đàn bà con gái khác nên được mọi người đặt cho cái danh hiệu là giáo hoàng Mặt Heo. Giáo hoàng Sirigut thứ 4 dùng quyền lực của mình đã đưa Alparis lên làm hoàng đế cai trị La Mã. Alparis về sau cũng hoang dâm như cha và có rất nhiều con hoang. Năm 955, bảo chúa Alparis đã ép Vatican phải chấp nhận cho một đứa con hoang của y mới 18 tuổi lên ngôi giáo hoàng. Đó chính là giáo hoàng John thứ 12 nói trên. Như vậy, trong lịch sử giáo hội La Mã đã có hai ông cháu đều làm giáo hoàng. Cả hai giáo hoàng này đều nổi tiếng về tính dâm dục. Năm 962, dân La Mã nổi lên chống giáo hoàng John thứ 12. Giáo hoàng bèn kêu cứu vua nước Đức là Otto the Great mang quân sang Ý đàn áp dân chúng. Cuộc đàn áp hết sức dã man đã tiêu diệt mọi sức chống cự của quần chúng. John thứ 12 chẳng những vẫn duy trì được ngôi giáo hoàng mà còn được Otto the Great
phong làm hoàng đế La Mã nữa. Tháng 2 năm 1 năm 964, Otho the Great trút phế John thứ 12 để đưa người thân tín của y lên làm giáo hoàng, lấy hiệu là Leo. Leo thứ 8, John thứ 12 sợ bị giết đã rời bỏ Vatican trốn đi biệt tích. Hai giáo hoàng 23 trong lịch sử giáo hội công giáo có hai giáo hoàng cùng lấy hiệu là John 23. Người thứ nhất là Ban Đát Xê Cotsa, sinh tại Napoli năm 1378, năm 1410. Cotsa được phong chức giáo hoàng. Ít lâu sau người ta phát giác Bao Đát Xê Cotsa có nhiều vợ và đã đầu độc giáo hoàng tiền nhiệm là Alexander để cướp ngôi. Do đó hội đồng Hồng Y họp tại Constantinople năm 1414 đã xác định John 23 tức Cotsa là giáo hoàng giả và rút phế y. Cuối cùng John thứ 13 giả bị giáng chức xuống làm giám mục ở Tusculum, chết tại Florence năm 1419. Người thứ hai lấy hiệu John thứ 13 là Hồng Y Roncalli, lên ngôi giáo hoàng năm 1953, qua đời năm 1963. Đó là chính là vị giáo hoàng đã sai khai sinh Cộng đồng Vatican II. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số chuyện về ngài trong chương sau. Giáo hoàng kim bạo chúa La Mã Alexander thứ 6 năm 1492 năm 1503. Tên thật là Rodrigo Borgia, đã không do hội đồng Hồng Y bầu lên mà do cậu ruột là giáo hoàng Calixtus thứ 3 truyền ngôi cho. Lúc lên làm giáo hoàng, Rodrigo đã có vợ và nữ quý tộc là Vanoja và có 4 con với bà này. Các con của y đều đã trưởng thành. Giáo hoàng Alexander thứ 6 phong cho đứa con trai thứ 2 chính thức của y và 5 đứa con hoang chức vụ Hồng Y. Sau khi ở ngôi giáo hoàng được 5 năm, tức vào năm 1497, y muốn truyền ngôi giáo hoàng cho đứa con trai lớn tên là John. Phe chống đối đã bí mật giết chết John và ném xác xuống sông Tiber. Giáo hoàng Alexander thứ 6 nghi cho phe quý tộc đã ám hại con mình nên đã khởi động một cuộc khủng bố đẫm máu chống giới quý tộc La Mã. Trong 11 năm làm giáo hoàng kiêm bảo chúa La Mã, Alexander thứ 6 đã gây quá nhiều thù oán nên đã bị đầu độc chết ngày 18 tháng 8 năm 1503. Tuy nhiên, giáo hoàng này đã hoàn thành một công trình kiến trúc để đời, đó chính là đền thánh Phêrô tại Vatican ngày nay. Trước khi chết vào năm 1503, Alexander thứ 6 đã coi thế giới như của riêng mình nên chia ra làm hai. Một nửa thế giới phương Tây giao cho Tây Ban Nha độc quyền đi chinh phục. Một nửa thế giới về phương Đông, trong đó có Việt Nam do Bồ Đào Nha nắm độc quyền khai thác. Đầu thế kỷ 16, Francisco Xavi là người Tây Ban Nha, và đầu thế kỷ 17, Cố Đạo Đắc Lộ là người Pháp muốn giảng đạo tại Áo Châu để phải xin phép hoàng gia Bồ Đào Nha. Giáo hoàng bị Napoleon cách chức năm 1808. Napoleon mang đại quân đánh chiếm Roma và Vatican, bắt giáo hoàng Pio thứ 8 giải về Paris tống giam. Sau khi Napoleon bị bại trận tại Fontainebleau, giáo hoàng Pio thứ 8 được phóng thích nhưng chỉ được giữ chức Hồng Y. Cuối cùng y bị đầu độc chết năm 1830. Các giáo hoàng của chủ nghĩa thực dân và bạo lực, Leo thứ 13 là một học giả uyên thâm cai trị giáo hội 25 năm, năm 1878, năm 1903. Trong thời đại của ngài, chủ nghĩa thực dân Âu Châu đạt tới đỉnh cao của công cuộc xâm chiếm thuộc địa rộng khắp thế giới. Leo thứ 13
đã khôn khéo lợi dụng sự kiện các nước thực dân. Hầu hết đều là những nước công giáo ở Âu Châu, để dựa vào đó phát triển thêm rất nhiều địa phận công giáo ở Á Châu, nhất là tại Ấn Độ và Phi Châu. Riêng tại Mỹ Châu, Vatican có thêm 28 giáo phận mới. Leo thứ 13 là người đầu tiên lên án chủ nghĩa cộng sản khi chủ nghĩa này mới nhú lên ở Âu Châu. Ngài cũng là người đầu tiên xây dựng các phong trào thanh niên công giáo vũ trang, tạo thành bạo lực phản công để chống lại các lực lượng chống công giáo. Điển hình là các lực lượng thanh niên công giáo Đức đã thành công trong việc đấu tranh chống lại phong trào bài công giáo do Thủ tướng Bismarck chủ trương vào cuối thế kỷ 19. Kết quả, Thủ tướng Bismarck đã bị buộc phải từ chức vào ngày 18 tháng 3 năm 1890, cũng là năm sinh của Hồ Chủ tịch nước Việt Nam. Tuy nhiên, ác giả ác báo, giáo hội giáo hoàng Leo thứ 13 đã bị bí mật đầu độc chết sau đó. Noi gương Leo thứ 13 là Pio thứ 10 năm 1903 năm 1914. Ngài cương quyết chống lại mọi đề nghị canh tân giáo hội và chủ trương chống lại mọi kẻ thù của giáo hội bằng bạo lực. Pio thứ 10 thành lập tổ chức mệnh danh là Công giáo hành động, và võ trang cho những tổ chức này đã thành những lực lượng quân sự một ngày trước khi đệ nhất thế chiến bùng nổ, tức 20 tháng 8 năm 1914. Pio thứ 10 bị đầu độc chết. Ngài được Pio thứ 12 phong thánh ngày 29 tháng 5 năm 1954. Đương kim giáo hoàng John Paul đệ nhị và cái chết mờ ám của giáo hoàng John Paul tiền nhiệm. Ngoài cuốn từ điển bách khoa về giáo hoàng, hiện nay có rất nhiều sách bestseller nói về Vatican và giáo hoàng. Trong số đó phải kể đến cái tác phẩm In God's Name, Nhân danh Chúa, của David Jalop Banmatan Book, xuất bản năm 1984. John Paul đệ nhất được bầu làm giáo hoàng vào tháng 8 năm 1978, lúc ngài 65 tuổi. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên lấy danh hiệu bằng hai tên thánh John Paul. Ngài luôn luôn tươi cười vui vẻ nên được ký giả quốc gia quốc tế tặng danh hiệu là Đức Giáo Hoàng Di Lặc Công Giáo. Ngài bị đầu độc chết sau khi uống một ly cà phê vào lúc 11 giờ tối ngày 28 tháng 9 năm 1978. Người mưu sát ngài là Hồng Y Jean Villot, phạm quản nhiệm địa phận Lyon, Pháp, lúc đó làm quốc vụ khanh tòa thánh, tương đương thủ tướng. Hồng Y Jean Villot là hội viên tam điểm, bí danh Jean-Mi, được kết nạp tại Zurich ngày 6 tháng 8 năm 1976, đứng đầu đại tổ Vatican. Trước khi gia nhập tam điểm, Hồng Y Jean Villot đã nắm tròn nguồn máy hành chính của triều chính Vatican từ năm 1962. Dưới quyền Jean Villot có 121 cán bộ nằm vùng, nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các cơ quan của tòa thánh. Tháng 3 năm 1979, Jean Villot qua đời. Đương kim giáo hoàng Jean Paul đệ nhị bổ nhiệm đàn em thân tín của Jean Villot. Một trong số 121 cán bộ tam điểm là Hồng Y Casarillo, đảm nhiệm chức vụ quốc vụ khanh từ tháng 3 năm 1979. Tất nhiên, giáo hội Jean Paul đệ nhị biết hết mọi chuyện bí mật của Jean Villot và phải là người trong nhóm bí mật của siêu quyền lực giáo mặt mới có thể được cân nhắc lên ngôi vị giáo hoàng như hiện nay. Nữ giáo hoàng John, tiểu sử của nữ giáo hoàng này, đã trở thành một huyền thoại rất nổi tiếng tại các nước Âu Châu trong hơn ngàn năm qua. Bà là một phụ nữ lanh lợi tài hoa, ham mê hoạt động và có tham vọng khuynh đảo thế giới. Từ lúc còn nhỏ, bà cải trang thành con trai và xin vào tu tại dòng tu Nam giới. Sau, bà trở thành một tu sĩ rất nổi danh về sự thông thái
và tài hùng biện năm 855. Bà được Hội đồng Hồng Y bầu lên ngôi giáo hoàng sau khi cai trị hội thánh được 2 năm 7 tháng. Giáo hoàng hạ sinh một đứa con trong đám rước kiệu từ đền Thánh Phêrô đến Latiran. Do đó giáo hoàng bị phát giác là đàn bà giả trai. Ngay lập tức nữ giáo hoàng bị dân chúng nổi giận, lột hết quần áo và bị đưa ra tới công trường Colosseum để dân chúng ném đá đến chết. Tại kho văn khố của Vatican hiện còn lưu trữ nhiều bài diễn văn nổi tiếng của giáo hoàng, của nữ giáo hoàng John. Bà là người đầu tiên tuyên bố giáo hoàng là người thừa kế của Thánh Phêrô. Tiểu sử của bà được thuật lại đầy đủ trong các sách của các sử gia Petrarch và Boccaccio. Từ điển Bách khoa Công giáo xác nhận trong các thế kỷ 14 và 15, nữ giáo hoàng được coi là một nhân vật lịch sử. Sự hiện diện của bà là điều không thể ai có thể nghi ngờ. Các giáo hoàng dâm loạn. Tác phẩm Babylon Maitre Religion của Hội Nghiên cứu Thánh Kinh Rap Warner, California, xuất bản năm 1966. Tái bản năm 1990, nơi các trang 88-90 có liệt kê nhiều tên giáo hoàng dâm loạn đến mức không thể tưởng tượng được. Trong thế kỷ 15, tại cộng đồng Constantine, giáo hội công giáo có tới 3 giáo hoàng cùng một lúc. Các giáo hoàng này chửi rủa nhau và gọi nhau là quỷ hoặc là kẻ chống Chúa Kitô, kẻ thù của Chúa và loài người. Đặc biệt, họ đã tố cáo nhau về các tội dâm loạn, ngoại tình, loạn luân, đồng tính, luyến ái. Giáo hoàng John 23 năm 1410 năm 1415 bị hàng chục giám mục và rất nhiều dân chúng tố cáo đã xâm phạm tiết hạnh 300 nữ tu và có một cung viện tại Bologna chứa trên 200 cô gái. Ngoài ra, John thứ 23 còn bị cộng đồng kết án về 54 tội đại hình khác. Hồ sơ lưu trữ tại Vatican còn ghi nhận John 23 thông dâm với em dâu, phá trinh nhiều cô gái, dù dỗ nhiều phụ nữ có chồng và phạm đủ mọi tội dâm dục, cộng đồng gọi là ở y là con quỷ hóa thân. Pio 2 năm 1458 1464 và Phaolô đệ nhị 1464 1471 là hai giáo hoàng kế tiếp nhau đều có cung viện chứa rất nhiều cung nữ. Giáo hoàng Inconset thứ 8 1484 1492 thông dâm với nhiều phụ nữ và có 16 đứa con. Nhiều con của y được tổ chức đám cưới linh đình ngay tại Vatican. Giáo hoàng Alexander thứ 6 năm 1492 năm 1503 có vợ và 5 con lúc còn làm hồng y. Sau khi lên ngôi giáo hoàng, y loạn luân với 2 em gái và với 2 con gái ruột tên là Lucretta. Y có một đứa con với con gái ruột của mình. Ngày 31 tháng 10 năm 1501, Alexander thứ 6 tổ chức dạ hội với 50 cô gái thoát y. Giáo hoàng treo giải thưởng cho người đàn ông nào làm tình lâu nhất. Giáo hoàng Phaolô đệ tam năm 1534 năm 1549. Lúc còn là hồng y đã là có 3 con trai, 1 con gái. Lúc lên ngôi giáo hoàng, y làm lễ rửa tội cho 2 đứa cháu nội và ngoại. Giáo hoàng hay tin dị đoan và thường hỏi ý kiến các thầy bói. Giáo hoàng thứ 10, giáo hoàng X năm 1513 năm 1521 đi tu năm 7 tuổi, được phong chức hồng y năm 13 tuổi và lên làm giáo hoàng lúc 38 tuổi. Y sống cuộc đời của một giáo hoàng hết sức xa hoa, thường xuyên tổ chức dạ vũ với nhiều mục giải trí đắc giá và trụy lạc. Trong thời gian này, tu sĩ Martin Luther đến Roma để hành hương với ý tưởng rằng Roma là thành phố thánh thiện. Không ngờ tu sĩ Luther đã được chứng kiến một bữa tiệc tại triều đình
Vatican có 12 cô gái vụ thoát y. Tu sĩ Luther trở về Đức phát động phong trào chống đối Vatican và lập ra đạo thể phản. Martin Luther tuyên bố: không ai có thể tưởng tượng nổi ở Roma đầy dẫy những hành động tội lỗi xấu xa. Người ta phải đến đó để nghe, để thấy mới tin. Thật đúng như người ta vẫn thường nói: nếu có một địa ngục thì Roma đã được xây dựng trên cái địa ngục đó. Dưới con mắt của các nhà quan sát quốc tế hiện nay thì Vatican là đầu não của chủ nghĩa đế quốc tinh thần, giống như con bạch tuộc có nhiều vòi. Mọi giáo hội công giáo tại mọi quốc gia là một cái vòi của nó. Trong một thời gian không xa, cái đầu con bạch tuộc Vatican sẽ bị đập nát. Lúc đó các cái vòi của nó trên khắp thế giới sẽ từ từ tiêu vong mà không cần phải diệt. Tuy nhiên, tổ chức giáo hội công giáo còn để lại đằng sau một khối đông đảo tín đồ mê muội của nó. Vấn đề chính yếu không phải là dùng bạo lực tiêu diệt các tổ chức giáo hội địa phương, mà là giáo dục tập thể quần chúng tín đồ với lòng nhân ái, bao dung, thông cảm, để họ nhận biết sự thật về giáo hội đã lừa mị họ bấy lâu. Khi mọi người đều nhận thức được sự thật thì là tà đạo công giáo sẽ tự nhiên biến mất như cục nước đá đem phơi nắng giữa buổi trưa hè. Sự thật là linh dược giải cứu tất cả chúng ta. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe bài vừa rồi. Và tiếp theo mình sẽ làm một cái bài gọi là cái khổ của Giê-xu trên thập giá. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn nghe nhớ đăng ký để được có những bài mới đến sớm với tay các bạn. Xin chân thành tri ân.